Có ba thì các chất béo từ không gian trong nước, những nước thì dĩ này đúng rồi, dĩ này học được thôi, chẳng có phân tích gì Vì cả. nó Nho là là nho dạng chín thì ST. cái khả năng phản ứng chống bạc, lý do quả nho chín Nho thì trong đường, glu. cái này chứa glucose chống bạc được đúng không? Thế đó, thứ ba này thì thầy nói mãi làm gì nữa nhỉ, bà xem bao nhiêu bạn đúng, tôi 799 người làm đúng rồi. Nếu bạn nào làm học kỹ nhiều rồi thấy là lý thuyết nó vân vân, không có cái nào lại đi xin ra viết xin vitamin thì đến chuyển sang màu xanh sai không? Đi xin là chuyển sang màu gì, đi xin màu xanh Lysine màu đỏ, lysine màu xanh thì glutamic COH2 màu đỏ. đi xin là hai nữa hai một tiêu hết lu này hai COH một nữa hai cái này sẽ màu màu đỏ màu hồng, trong các tài liệu đa phần người ta nói là màu hồng thì nó hơi yếu một chút Ôi nó trông khác màu rồi được rồi. đỏ thường nó là màu hồng đấy. Cao su Tông màu nó butadiene lá được. UKS bị sai cái này, bị sai cái này. Câu này phải là Butadiene cao su tổng UKS hợp. là bằng cao su thiên nhiên. Cao su này nó phải là cao su gì? Tổng hợp Cao su tổng hợp. Đúng không?